Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Quỳnh Chi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình livestream của MC và Mỗi Nhí Pro. Quý vị và các bạn thân mến, trong livestream tuần trước thì chúng ta đã được nói về các món ăn phải không nào? Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với một bạn khán giả đang có mặt trong chương trình của chúng tôi nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình được không? Mình tên là Nguyễn Hoàng Linh, năm nay mình 9 tuổi, mình học ở trường tiểu học Nhân Chính. Bạn đã học những khóa học nào trong MC Pro? Mình đã học môn mẫu và kỹ năng thuyết trình. Vậy thì bạn thấy lợi ích của các môn mà bạn đã học là gì? Mình cảm thấy về mẫu thì mình đã có thể tự tin hơn. Còn về MC thì mình đã có thể đứng trước khán giả và đứng được lên những cái sân khấu lớn. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên chia sẻ livestream của chúng tôi và đừng quên thả thật nhiều tim cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.